Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 11 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 cho tới 5.000m, nên khu vực tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Riêng các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa này còn duy trì đến khoảng ngày 12 tháng 9. Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn nên trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh như là Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Tại các tỉnh Trung Bộ trong ngày hôm nay, chỉ riêng một vài tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như là khu vực Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa rào về đêm và sáng. Còn suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An cho tới Quảng Nam phổ biến có mưa vài nơi. Trời khá nóng bức vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 33 cho tới 36 độ. Với các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, mưa cũng sẽ có xu hướng giảm đi, không còn xảy ra rải rác vào chiều tối mà chỉ xuất hiện lác đác với lượng không nhiều. Lưu xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, mưa được dự báo là giảm hẳn so với hai ngày vừa qua. Mưa không xuất hiện diện rộng mà sẽ chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối. Cường độ mưa cũng suy giảm đáng kể, không còn những điểm mưa vừa, mưa to, mà chỉ là những cơn mưa rào trong thời gian ngắn. Do mưa giảm, vì vậy số giờ nắng trong ngày cũng tăng lên, nhiệt độ ban trưa tại khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất tại khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức từ 31 cho tới 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, những cơn mưa rào sẽ xuất hiện đan xen trong ngày, vì thế nhiệt độ ban trưa cũng không quá cao. Cao nhất trong khoảng từ 30 cho tới 31 độ. Với kiểu thời tiết như thế này thì quý vị khi lưu thông nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt và bảo vệ sức khỏe của mình. Đồng thời cũng nên lưu ý quan sát và hạn chế tốc độ để tránh các va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay tại Việt Trì, những cơn mưa rào cũng sẽ xuất hiện và tập trung nhiều vào khoảng sáng sớm, chiều tối và đêm. Do có mưa nên nhiệt độ ban trưa cũng chỉ dưới ngưỡng 31 độ. Đang trong thời gian giao mùa, rất dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp cũng như các bệnh do virus. Vì vậy, quý vị nên bổ sung thêm trong bữa ăn hàng ngày đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng, tránh bị nhiễm bệnh do thời tiết thay đổi. Với thành phố Vinh, trong ngày hôm nay tiếp tục là một ngày có nắng nóng, với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Thời tiết tạnh ráo, không mưa nên khá thuận lợi cho giao thông. Chỉ lưu ý vào thời điểm ban trưa nên trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng để tránh lại tác động của tia cực tím và bảo vệ làn da của mình. Với thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết nói chung không biến đổi quá nhiều, trời phổ biến có nắng vào ban ngày và khá nóng bức vào thời điểm ban trưa, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là 35 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông và các hoạt động ngoài trời. Sau đó, theo nhận định xa hơn, từ khoảng ngày 12 do giải mây dông vắt sang khu vực, nên mưa sẽ có xu hướng tăng lên ở khu vực Trung Trung Bộ nói chung, cũng như là thành phố Đà Nẵng nói riêng. Quý vị nên lưu ý sắp xếp công việc hợp lý để tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết. Tại thành phố Đà Lạt, đang trong mùa mưa nên những cơn mưa vẫn lặp lại vào chiều tối hôm nay. Tuy nhiên, cường độ mưa sẽ có xu hướng giảm so với những ngày trước, không còn xuất hiện những cơn mưa rào nặng hạt, mà thay vào đó là những cơn mưa rào nhẹ trong thời gian ngắn. Còn vào ban ngày, trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa vào khoảng từ 23 cho tới 24 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, mưa được dự báo giảm đi về lượng so với những ngày vừa qua, chủ yếu là những cơn mưa rào trong thời gian ngắn. Và ban ngày, trời chuyển nắng ráo với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 31 cho tới 33 độ. Thời tiết chuyển thuận lợi hơn cho giao thông cũng như là các hoạt động thường nhật. Chỉ lưu ý vẫn đang trong mùa mưa của khu vực, nên đây chỉ là ngày tạm thời giảm mưa. Từ khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, mưa dông lại có xu hướng tăng trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày 1 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại!